các bạn hỏi mình là cá tính mạnh thì làm cái dáng lông mày như thế nào cho nó phù hợp ý, thì chắc là bản thân mình cũng là một người cá tính khá là mạnh nên nhìn mặt mình cũng hơi men nữa, thì mình sẽ kiểm tra xem cái tình trạng lông mày của bạn như thế nào, sau đấy mình sẽ kiểm tra xem cái khung xương rồi cái nền da như thế nào để mình xử lý. Ngoài ra thì đối với những cái dáng lông mày mà đòi hỏi cái cá tính mạnh ấy, thì nghĩa là mình sẽ làm sao mà nó nhìn trông nó cá tính nhưng mà nó vẫn phải hài hòa, để mình đảm bảo được cái việc là nó không sai lệch quá đối với cái tự nhiên của mình. Những cái gương mặt mà cá tính mạnh thì thường mình sẽ làm hơi cong hoặc là hơi có đỉnh hoặc là hơi vếch lên một chút thì nhìn trông nó sẽ sắc sảo hơn. Tại vì những cái người mà cá tính mạnh thì thường sẽ thích một cái gì đấy nó nhìn nó rõ ràng này, nó nổi bật hơn. Ngoài ra thì những người cá tính mạnh thì thường các bạn ấy thường là biết trang điểm và thích trang điểm. Thế cho nên là những cái lông mày đấy thì mình có thể là làm nó dày hơn một chút xíu và có độ cong vếch có đỉnh rõ ràng hơn so với những chị em mà thích tự nhiên. Nếu như các bạn theo dõi trên fanpage hoặc là trên những cái sản phẩm DK thì mỗi cái khuôn mặt mình đều có một cái dáng lông mày nó hài hòa phù hợp với tính chất công việc cũng giống như là cá tính của khách hàng. Cho nên là những cái bạn nào cá tính mạnh thì mình gặp thì thường mình cũng bắt sóng rất là nhanh, nên là mình sẽ tư vấn thì thường là ăn dơ với nhau, có khi nó chưa kịp nói ra là đã biết là cái khách hàng đấy muốn cái gì rồi. Cho nên là không mất thời gian để nắm bắt được tính cách của khách hàng. Nếu như bạn có một cái khuôn mặt cá tính mạnh hoặc bạn thích một cái lông mày mà nó thực sự cá tính ý, thì bạn hãy đến và chia sẻ điều đấy với mình nhé. Mình sẽ cố gắng làm sao mà làm hài lòng bạn nhất có thể.